Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video tiếp theo của LTG. Chúc các bạn có một buổi tối vui vẻ bên gia đình và người thân nhé. Như các bạn cũng đã biết, Hoắc Vũ Hạo là nam chính của Tuyệt Thế Đường Môn, cũng là con của khí vận của Đấu La Đại Lục. Việc thành thân là con đường mà cậu phải bước đi. Vũ Hạo hiểu rất rõ, Thiên Mộng Băng Tầm và Băng Đế đều đã đặt kỳ vọng lớn vào mình. Chỉ khi cậu thành thần, Thiên Mộng Băng Tầm và Băng Đế mới có hy vọng đạt được sự bất tử. Tuy nhiên, kể từ khi thất quái sử lai khắc đời đầu thăng nhập thần giới, đấu la đại lục không còn ai có thể thành thần nữa. Dù là mục ân cấp 99 cũng đã ngã xuống, vì vậy áp lực của vũ hạo là rất lớn. May mắn thay, là con của khí vận, vũ hạo có vận máy tốt, lần lượt được đường tam và dung niệm băng chú ý. Do tính toán của đường tam, vũ hạo đã nhận được vị trí thần của tình tự chi thần. Trước đó, đường tam trở thành hải thần, đã trải qua hải thần cứu khảo. Vậy, liệu vũ hạo cũng đã trải qua tình tự thần cứu khảo chăng? Cuộc khảo nghiệm của Vũ Hạo không phức tạp đến vậy, nhưng độ khó thì không kém hải thần cứu khảo chút nào. Dung Niệm Băng nói với Vũ Hạo rằng, để thanh thần, cậu phải nâng hồn lực lên cấp 100, đánh bại mọi đối thủ cản trở cậu đến thần giới mới có thể truyền thừa vị trí thần. Vậy ai sẽ là người cản trở Vũ Hạo trở thanh thần? Nhiều người có thể nghĩ đó là Nhật Nguyệt Đế Quốc. Dù sao, họ cũng là phản diện lớn trong tuyệt thế đường môn, luôn muốn phát động chiến tranh thống nhất đấu la đại lục, trong khi Vũ Hạo đứng về phía đối lập với họ. Tuy nhiên, dù là Nhật Nguyệt Đế Quốc có mạnh đến đâu cũng không thể cản trở Vũ Hạo thành thần. Họ không biết rằng Vũ Hạo đã nhận được truyền thừa của tình tự chi thần. Đối thủ lớn nhất của Vũ Hạo không ai khác chính là Đế Thiên, thần thú xếp hạng đầu tiên trong thập đại hung thú. Tại sao Đế Thiên lại trở thành đối thủ của Vũ Hạo? Chuyện này phải kể từ việc Đế Hoàng Thụy Thú Tam Nhãn Kim Nghe Ban đầu, Đế Thiên cư trú ở khu vực trung tâm của tinh đấu đại xâm lâm, trừ khi loài người quá đáng, săn bắn quy mô lớn hồn thú 10 vạn năm, bình thường Đế Thiên sẽ không rời khỏi tinh đấu đại xâm lâm, không quản chuyện của loài người. Nhiệm vụ của Đế Thiên có hai, một là bảo vệ hồn thú, hai là bảo vệ Ngân Long Vương của Nguyệt Na đang ngủ say và dưỡng thương dưới lòng đất tinh đấu đại xâm lâm. Không ngờ, đế hoàng Thụy thú tam nhãn kim nghe mang trong mình khí vận của tinh đấu đại xâm lâm hóa thành người, trở thành Vương Thu Nhi, không chỉ đến thế giới loài người chơi mà còn hiến tế cho Vũ Hạo. Sau khi Vương Thu Nhi hiến tế, khí vận của tinh đấu đại xâm lâm đã rơi vào người Vũ Hạo. Ban đầu, Đế thiên giận không kìm được, muốn giết chết Vũ Hạo, thậm chí muốn cậu sống không bằng chết. Cho đến khi Vũ Hạo xuất ra hồn linh, đế thiên cho rằng hồn linh có thể hóa giải quan hệ giữa hồn thú và loài người mới tha cho Vũ Hạo một lần. Tuy nhiên, không dừng lại ở đó. Dù Đế Thiên đã tha cho Vũ Hạo, nhưng hắn ta phải đảm bảo rằng Vũ Hạo luôn ở lại Đấu La Đại Lục, không thể để cậu mang khí vận của tinh đấu đại xâm lâm đi. Vì vậy, hắn ta đã cho Vũ Hạo một mảnh nghịch lân. Nghịch lân có thể bảo vệ Vũ Hạo không bị tổn thương, nhưng cũng sẽ cách ly khí tức của cậu, khiến thần giới không thể phát hiện khí tức của Vũ Hạo. Do đó, nếu cậu muốn thăng nhập thần giới, phải vượt qua cửa ải Đế Thiên này. Tuy nhiên, sau khi tu bổ hồn hạch thứ hai, nhờ sự giúp đỡ của tuyết đế, Vũ Hạo thành công tháo rời được nghịch lân của đế thiên. Nhưng khảo hạch thứ 9 của tình tự chi thần là phải đánh bại đế thiên. Vì lẽ đó, sau khi đột phá 99 cấp, lại sở hữu đệ tam hồn hạch, Vũ Hạo lựa chọn khiêu chiến thú thần đế thiên với sự giúp đỡ của bảy hồn linh, cùng với thần khí do dung niệm bằng tặng và đường môn ám khí quan âm lệ, Vũ Hạo đã thành công đánh bại đế thiên. Khi hai người chạm trán ánh sáng kim quang và hắc quang lóe lên và đụng vào nhau tạo ra một vụ nổ năng lượng khủng khiếp và làm không gian rung chuyển. Một hố đen lớn đã xuất hiện, hút tất cả mọi thứ xung quanh. Cảnh tượng kỳ dị với vòi rồng màu đen và vàng kéo dài không đến 10 giây sau cuộc đụng độ. Đế Thiên hỏi Hoắc Vũ Hạo về đệ tam hồn hạch thuộc tính không gian và Hoắc Vũ Hạo xác nhận cho biết đây là lý do anh dám khiêu chiến Đế Thiên. Hoắc Vũ Hạo và Đế Thiên đứng ở hai bên hố đen, nhìn nhau nhưng không dám lại gần vì lực cắn nuốt cực kỳ nguy hiểm của nó. Đột nhiên, Hoắc Vũ Hạo di chuyển nhanh như chớp để né tránh không gian bị nghiền nát, còn Đế Thiên theo sát phía sau. Hồ đen dần khép lại nhưng không gian xung quanh vẫn còn rất hỗn loạn. Sau khi di chuyển một đoạn, cả hai dừng lại đồng thời. Hoặc Vũ Hạo sử dụng vận mệnh chi nhãn để tấn công tinh thần Đế Thiên, nhưng Đế Thiên cười lạnh, nói rằng toàn tấn công tinh thần không ảnh hưởng gì đến mình. Đế Thiên phản công, tạo ra một vùng tử sắc đầy năng lượng tối. Hoặc Vũ Hạo chuyển vùng tử sắc thành màu trắng rồi biến mất trong màn sương băng giá. Đế Thiên nhận thấy Hoắc Vũ Hạo đã hiểu rõ về cực hạn chi băng, sau đó biến tay phải thành Long thần trảo, một vũ khí vô cùng uy lực. Mọi bông tuyết do Hoắc Vũ Hạo tạo ra đều bị nghiền nát. Đế Thiên tỏ ra nghiêm trọng khi chuẩn bị tấn công với Long thần trảo, và một Hắc Long khổng lồ xuất hiện sau lưng với ánh sáng bảy màu rực rỡ. Trong cuộc chiến với Đế Thiên, Hoắc Vũ Hạo chưa từng gặp tình trạng này. Đế Thiên sử dụng Long thần trảo, sức mạnh từ Long thần khiến Hoắc Vũ Hạo cảm thấy bị áp chế hoàn toàn. Sức mạnh này vượt xa cấp độ đấu la và thuộc về bán thần hoặc Vũ Hạo bị ép vào tình thế khó khăn, nhận ra trận chiến mới chỉ bắt đầu và Đế Thiên đang sử dụng sức mạnh tối đa. Đế Thiên đã học được kinh nghiệm trước đó khi bị thương do tà hồn sư tấn công nên hiện tại không cho Hoắc Vũ Hạo cơ hội chống trả. Mặc dù Hoắc Vũ Hạo có ba hồn hạch, sức mạnh của anh vẫn không thể so sánh với thần chi lực lượng của Đế Thiên. Lòng thần trào của Đế Thiên biến thành màu vàng, với đầu ngón tay phát ra hào quang bảy màu thể hiện sức mạnh áp đảo. Hoắc Vũ Hạo cố gắng thoát khỏi sự trói buộc nhưng vô ích. Đế Thiên dự định mang Hoắc Vũ Hạo về tinh đấu xâm lâm sau khi hồn lực của anh cạn kiệt. Tuy nhiên, trong giây phút quyết định, Hoắc Vũ Hạo bất ngờ phát ra một tia sáng băng lam, tấn công Đế Thiên và tạo ra vô số đạo ánh sáng bao trùm hắn. Hoắc Vũ Hạo không chỉ bị áp đảo bởi Đế Thiên, mà còn bị đối thủ cố ý không giết mà chỉ muốn khống chế. Đế Thiên sử dụng Long Thần Trảo với sức mạnh bán thần, nhưng Hoắc Vũ Hạo cũng không kém cạnh với thần lộ đao, vũ khí mang sức mạnh của thần. Hai người giao chiến ác liệt, Đế Thiên bị thương bởi đòn tấn công kết hợp của Hoắc Vũ Hạo, bao gồm băng cực và tinh thần lực. Đế Thiên sau đó sử dụng Long Thần Trảo huyền ảo và mạnh mẽ, nhưng Hoắc Vũ Hạo vẫn chống lại bằng thần lộ đao và bằng tuyết nữ thần, một hồn kỳ mạnh mẽ. Cuối cùng, Hoắc Vũ Hạo sử dụng đệ cử hồn kỹ của băng bích đế hoàng hạt, độ không tuyệt đối, để cắt đứt liên kết giữa Đế Thiên và Long Thần Trảo, gây tổn hại lớn cho Đế Thiên. Trong trận đấu căng thẳng này, Hoắc Vũ Hạo đã chứng minh mình có sức mạnh ngang hàng với bán thần, khiến Đế Thiên bị thương nặng và phải cảnh giác hơn. Hoắc Vũ Hạo dù đã tiêu hao rất nhiều hồn lực nhưng vẫn kiên cường đối mặt với Đế Thiên. Khi Đế Thiên tấn công, Hoắc Vũ Hạo đã bị một lực lượng mạnh mẽ làm tê liệt nửa người, nhưng nhờ tinh thần lực của mình và khả năng đặc biệt, anh đã chống lại được. Cuộc chiến giữa họ khiến bầu trời và không gian xung quanh biến đổi dữ dội, khiến các hồn thú trong tinh đấu xâm lâm kinh ngạc. Đế Thiên dần nhận ra Hoắc Vũ Hạo sở hữu thì không chi quang, một kỹ năng mạnh mẽ từng khiến hắn phải kiêng nể. Sự xuất hiện của sức mạnh này chứng tỏ Hoắc Vũ Hạo đã tiêu diệt tà nhãn bạo quân và hấp thụ sức mạnh của nó, khiến hắn trở thành một đối thủ đáng gờm với sức mạnh bán thần cấp. Cuối cùng, Hoắc Vũ Hạo tung ra một đòn tấn công mạnh mẽ nhất, khiến Đế Thiên không thể chống đỡ nổi. Đế Thiên đối mặt với Hoắc Vũ Hạo, người đã tấn công mình nhưng không có ý định giết chết hoặc Vũ Hạo chỉ muốn đánh bại Đế Thiên và giữ lời thề không chủ động giết hồn thú. Đế Thiên cảm thấy sự nhẹ nhõm và giải thoát khi hiểu rằng nhiệm vụ của mình vẫn chưa kết thúc. Sau khi Hoắc Vũ Hạo rời đi, Đế Thiên trở về tính đấu xâm lâm, bị thương nhưng vẫn mạnh mẽ. Khi đó, một giọng nói thần bí vang lên, khẳng định rằng Đế Thiên còn nhiệm vụ và phải kiên nhẫn thêm một vạn năm cho đến khi chủ thượng của hắn xuất quan. Không thể không nói, ám khí quan âm lệ của đường môn thực sự rất lợi hại. Đầu tiên là đường Tam dùng quan âm lệ đánh bại thiên sứ chi thần thiên nhận tuyết. Sau đó là vũ hạo dùng quan âm lệ đánh bại đế thiên. Ngân quang thu liễm, mọi thứ trở lại bình thường. Hoặc vũ hạo trải qua 3 năm tu luyện và đã đạt tới một cảnh giới cao hơn. Đế thiên là một thử thách lớn nhưng cũng là cơ hội giúp hoác vũ hạo đạt đến đỉnh cao mới. Và cuối cùng, anh đã phá vỡ ràng buộc này. Với sự dẫn dắt của dung niệm băng, hoặc Vũ Hạo cảm nhận được sự thăng hoa trong tinh thần và hồn lực của mình, được truyền thừa thần vị của Dung Niệm Băng, Hoặc Vũ Hạo đã tiếp nhận toàn bộ sức mạnh và chuẩn bị cho một hành trình mới để tìm lại người yêu. Trong quá trình này, anh đã trải qua những cảm xúc mãnh liệt từ thất tình, buồn, giận, vui, cười, ác, hận và yêu. Và cuối cùng hòa hợp chúng thành một thể. Hoặc Vũ Hạo quyết định kế thừa thần vị của Dung Niệm Băng để hoàn thành sứ mệnh của mình. Dung Niệm Băng tiến đến trước mặt Hoặc Vũ Hạo, đặt vương miện lên đầu anh ánh mắt Hoắc Vũ Hạo bình tĩnh lại và một lớp ánh sáng dịu dàng bao quanh anh. Vương Miện hòa nhập, thất tình thu liễm. Đột nhiên, một ánh sáng kỳ diệu tỏa ra từ Hoắc Vũ Hạo và sáu hồn linh của anh xuất hiện. Thiên Mộng băng tầm, băng đế, tuyết đế, bát giác huyền băng thảo, băng hoàng vương tiểu bạch và nhân ngư công chúa lệ nhã. Lúc này, tả nhãn bạo quân cũng có thể được coi là hồn linh thứ bảy bởi nó đã hoàn toàn chấp nhận sự thăng linh của vũ hạo vậy là video của chúng ta tới đây là kết thúc rồi các bạn thấy nó ra sao hãy để lại ý kiến cá nhân của mình ở dưới phần bình luận của video này các bạn nhé cuối cùng thì ltg xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi xin chào và hẹn gặp lại